Chào các em, chào mừng các em quay trở lại với tiết 3 bài học tính đơn điệu và cực trị của hàm số. Trong tiết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm cực trị của hàm số. Theo cô đánh giá thì đây là một phần kiến thức khá là khó và bài tập cũng khá là dễ bị mắc sai lầm. Cho nên các em hãy chú ý lắng nghe thật kỹ nhé. Đi vào đồ thị của hàm số y bằng x phần 3 nhân với x trừ 3 tất cả bình. Hãy so sánh f1 với các giá trị fx khi x thuộc vào khoảng 0,2 và x khác 1. f3 với các giá trị fx khi x thuộc khoảng 2,4 và x khác 3. Đầu tiên ta có với một x thuộc khoảng 0,2 và x khác 1, tức là mình sẽ bỏ đi số 1 ở đây. Thì quan sát cái phần đồ thị ở trong khoảng này, ta thấy cái điểm B là điểm cao nhất. Hay nói cách khác là tất cả những điểm nằm ở trong khoảng 0,2 đều có cung độ, tức là giá trị fx bé hơn f1. f1 ở đây là bằng 4/3. Thì khi đó ta nói hàm số fx đạt cực đại tại x0 bằng 1. Tiếp theo, với một x thuộc khoảng 2,4 với x khác 3, tức là bỏ đi số 3, thì ta thấy C là điểm thấp nhất của đồ thị trong khoảng này. Hay nói cách khác là tất cả các điểm nằm trong cái khoảng này đều có fx là lớn hơn f3, với f3 ở đây là bằng 0. Thì khi đó ta nói hàm số fx đạt cực tiểu tại x0 bằng 3. Từ đây chúng ta có khái niệm cực trị của hàm số như sau. Cho hàm số y bằng fx xác định và liên tục trên khoảng AB. A có thể là âm vô cùng, B có thể là dương vô cùng, và điểm x0 thuộc khoảng AB. Nếu tồn tại số h lớn hơn 0, sao cho fx bé hơn fx0, với mọi x thuộc khoảng x0 trừ h, x0 cộng h, con của khoảng AB, và x khác x0, thì ta nói hàm số fx đạt cực đại tại x0. Ở đây chúng ta có thể hình dung khoảng x0 trừ h, x0 cộng h như sau. Chẳng hạn cô cho x0 bằng 1. Cô cũng cho h là bằng 1. Vậy thì cô sẽ được khoảng x0 trừ h, x0 cộng h, chính là khoảng 0,2. Hoặc là cô có thể cho x0 bằng 3 và h bằng 1, thì cô được khoảng là 2,4. Tiếp tục, dịch ra tiếng Việt cái ý A này. Thì cái chỗ mà x khác x0, cô sẽ nói nó là x xung quanh x0. Tức là mình đã bỏ đi cái số x0 này rồi các em. Thì với mọi x xung quanh x0 trong khoảng x0 trừ h, x0 cộng h, mà giá trị của các x xung quanh đó, tức là fx, luôn bé hơn fx0, thì fx sẽ đạt cực đại tại x0. Tương tự, ý thứ hai, nếu tồn tại số h lớn hơn 0, sao cho fx lớn hơn fx0? Với mọi x thuộc khoảng x0 trừ h, x0 cộng h, con của khoảng AB, và x khác x0, thì ta nói hàm số fx đạt cực tiểu tại x0. Thì mình sẽ dịch ra tiếng Việt như thế nào các em? Với mọi x xung quanh x0, tức là chẳng hạn ở đây chúng ta thấy là trong khoảng 2,4 mà bỏ đi số 3, tức là với mọi x trong khoảng 2,4 xung quanh 3, mà fx lớn hơn fx0, tức là trong cái khoảng 2,4 này ta thấy là tất cả mọi điểm nó đều cao hơn cái điểm C, đúng không các em? Tức là với mọi x thì cái tung độ của nó đều lớn hơn fx0, f3 đó. Thì ta nói cái hàm số đó đạt cực tiểu ngay tại x0, tức là đạt cực tiểu tại x bằng 3. Sau khi nắm được khái niệm cực trị của hàm số thì chúng ta có một chú ý sau đây cũng không kém phần quan trọng. Nếu hàm số y bằng fx đạt cực đại tại điểm x0 thì cái điểm x0 đó người ta sẽ gọi là điểm cực đại của hàm số. Khi đó fx0 được gọi là giá trị cực đại của hàm số. Hoặc là mình có thể bỏ đi cái từ giá trị này, mình chỉ nói là cực đại của hàm số. Và ký hiệu là f cực đại
hoặc là y cực đại cũng được. Và điểm M nằm trên đồ thị các em, nó có đầy đủ hoành độ x0 và tung độ là fx0. Thì người ta sẽ gọi là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Các em chú ý phân biệt nha. X0 là điểm cực đại của hàm số, còn điểm M sẽ là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Được chưa các em? Điểm mà nó nằm trên đồ thị đó sẽ là của đồ thị hàm số, còn riêng cái hoành độ của nó không thôi thì sẽ là điểm cực đại của hàm số. Tương tự như vậy, nếu mà hàm số fx đạt cực tiểu tại x0 thì x0 sẽ gọi là điểm cực tiểu của hàm số. Và khi đó fx0 gọi là giá trị cực tiểu của hàm số, hoặc là bỏ đi từ giá trị thì gọi là cực tiểu của hàm số. Ký hiệu sẽ là f cực tiểu hoặc là y cực tiểu. Và điểm M bỏ độ x0, fx0 sẽ gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Và có một cái từ mình sẽ gọi chung, điểm cực đại, điểm cực tiểu gọi chung sẽ là điểm cực trị. Cực đại, cực tiểu, giá trị cực đại, giá trị cực tiểu gọi chung là cực trị. Được chưa các em? Vậy các em cần nắm rõ những cái khái niệm này để khi làm bài tập người ta sẽ dễ ra những câu trắc nghiệm mà có thể là lừa, các em dễ bị chọn bị nhầm đó. Cô minh họa chú ý trên bằng đồ thị như sau. Bây giờ quan sát vào đây, chúng ta hãy ghép nối những khái niệm tương ứng với các con số từ 1 đến 6. Thì đầu tiên chúng ta quan sát vào điểm màu vàng. Thì ở đây nó giống như ở trên cái đỉnh núi đúng không các em? Thì cái điểm ở đây sẽ là cái điểm cực đại của đồ thị. Và cái hoành độ tương ứng của nó, tức là x0, nó sẽ là điểm cực đại của hàm số. Như vậy số 1 ở đây sẽ là điểm cực đại của hàm số. Và số 2 sẽ là điểm cực đại của đồ thị hàm số. Được chưa? Và khi mà ta giống cái điểm này qua trục tung, thì tung độ của nó là fx0, sẽ là giá trị cực đại của hàm số. Đó, như vậy mình chú ý cho cô cái điểm mà nó giống như một cái núi của một cái ngọn núi nào đó. Được chưa? Thì nó sẽ là cái điểm cực đại của đồ thị. Và tương ứng hoành độ, tung độ của nó có những cái khái niệm tương ứng. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ quan sát ở đây nó giống như một cái điểm ở dưới thung lũng đó các em. Thì cái điểm màu vàng ở đây lúc này nó sẽ là điểm cực tiểu của đồ thị. Vậy thì hoành độ tương ứng của nó sẽ là gì? Sẽ là điểm cực tiểu của hàm số. Và số 5 ở đây sẽ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Và tung độ tương ứng của nó sẽ là giá trị cực tiểu. Được chưa các em? Chúng ta cùng xem một ví dụ để minh họa cho khái niệm cực trị hàm số. Xét hàm số y bằng fx trên khoảng trừ 1,4 có bảng biến thiên như sau. X0 bằng 2 là điểm cực tiểu hay là điểm cực đại của hàm số đã cho. Tìm giá trị cực trị tương ứng. Thì để biết được x0 bằng 2 là điểm cực tiểu hay là cực đại của hàm số thì chúng ta cần xét xem thử là có tồn tại một cái số h dương hay không. Thì ở đây chúng ta có thể chọn h bằng 1. Thì khi đó chúng ta sẽ có đầu mút trái x0 trừ h là bằng 1 và x0 cộng h là bằng 3. Với x0 bằng 2 nhé các em. Vậy thì chúng ta sẽ được khoảng 1, 3. Tiếp tục dùng định nghĩa và sử dụng bảng biến thiên, chúng ta thấy là với một x trục trong khoảng 1, 3 mà bỏ đi số 2, thì mọi cái fx của nó đều lớn hơn f2. Mình hình dung cho cô cái mũi tên này nó sẽ giống như nhánh của đồ thị các em. Thì tất cả những cái điểm mà xung quanh cái điểm x bằng 2 thì nó đều có cái tung độ nó cao hơn so với cái điểm có tọa độ là 2 trừ 5. Thì khi đó là chúng ta có fx lớn hơn f2 thì suy ra x0 bằng 2 nó sẽ là điểm cực tiểu của hàm số. Và giá trị cực tiểu tương ứng của nó sẽ là f2 bằng trừ 5. Ví dụ 5, hình 1.8 là đồ thị của hàm số y bằng fx. Hãy tìm các cực trị của hàm số. Thì tự đồ thị hàm số chúng ta có
với mọi x thuộc khoảng trừ 2 không. Tức là mình quan sát cho cô cái nhánh bên trái trục tung và bỏ đi cái số trừ 1. Thì mình thấy là hàm số sẽ đạt cực tiểu ngay tại x bằng trừ 1 vì mọi fx đều lớn hơn f trừ 1. Tức là những cái điểm này nó đều cao hơn cái điểm trừ 1, 2 đó các em. Và y cực tiểu tương ứng của nó sẽ bằng y trừ 1 là bằng 2. Tiếp tục quan sát trên khoảng trừ 1, 1, cái nhánh ở giữa này các em, và bỏ đi số 0, thì mình thấy là mọi fx đều bé hơn f0. Như vậy hàm số sẽ đạt cực đại tại x bằng 0. Và y cực đại bằng y 0 là bằng 3. Và quan sát trên khoảng 0,2, tức là nhánh bên phải của đồ thị, thì mình thấy là hàm số sẽ đạt cực tiểu tại x bằng 1 vì fx luôn lớn hơn f1 với mọi x thuộc khoảng 0,2, bỏ đi số 1. Và y cực tiểu tương ứng là bằng 2. Vậy thì từ đây chúng ta có thể rút ra được nhanh cái cách quan sát cực trị. Thì những cái điểm mà giống như ở trên đỉnh núi như thế này thì sẽ là cái điểm cực đại. Đúng không các em? Đạt cực đại ngay tại điểm đó. Và những cái điểm giống như ở dưới thung lũng, như điểm x bằng trừ 1 và x bằng 1, thì hàm số sẽ đạt cực tiểu tại những điểm đó. Tương tự như vậy, ta có luyện tập 4. Hình 1.9 là đồ thị của hàm số y bằng fx. Hãy tìm các cực trị của hàm số. Khi quan sát nhanh, chúng ta thấy hàm số nó sẽ đạt cực tiểu tại x bằng 1. Và y cực tiểu tương ứng sẽ bằng 1. Tức là tung độ của nó đó. Và hàm số sẽ đạt cực đại tại x bằng trừ 1. Y cực đại tương ứng là bằng 5. Sau đây chúng ta sẽ cùng luyện tập một số câu hỏi trắc nghiệm thông qua phiếu học tập số 1. Câu 1. Khẳng định nào sau đây là sai? Câu A. Nếu hàm số y bằng fx là cực đại tại x0 thì fx0 được gọi là giá trị cực đại của hàm số fx. Câu A là đúng. Câu B. Nếu hàm số y bằng fx đạt cực đại tại x0 thì x0 được gọi là điểm cực đại của hàm số fx. Câu B cũng đúng theo định nghĩa. Giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số được gọi chung là giá trị cực trị hay cực trị của hàm số. Đúng. Như vậy chúng ta chỉ còn phương án D. Nếu hàm số y bằng fx đạt cực tiểu tại x0 thì điểm M ở độ x0 fx0 được gọi là điểm cực tiểu của hàm số là sai. Phải là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Câu 2. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ, khẳng định nào sau đây là đúng? Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2. Sai, vì giá trị cực tiểu của hàm số sẽ là trừ 2. Câu B. Hàm số có điểm cực đại là 0. Như vậy đây là một đáp án chính xác. Câu 3. Cho hàm số y bằng fx có đồ thị như hình vẽ. Hàm số có bao nhiêu điểm cực tiểu trên khoảng AB? Lúc nãy cô đã hướng dẫn các em cách quan sát các điểm cực trị trên đồ thị hàm số. Khi quan sát trên khoảng AB, chúng ta sẽ có các điểm cực tiểu của đồ thị như sau. Đây là 1, đây là 2 và đây là 3. Như vậy tương ứng sẽ có 3 điểm cực tiểu của hàm số. Đáp án là phương án C. Câu 4. Cho hàm số y bằng fx xác định liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây là đúng? Câu A. Hàm số có đúng hai cực trị. Đây là một đáp án chính xác. Cụ thể là chúng ta sẽ có hàm số đạt cực đại tại x bằng trừ 1. Y cực đại là bằng 3. Và đạt cực tiểu tại x bằng 3. Y cực tiểu bằng trừ 23 phần 3. Đáp án là câu A. Thank you.
Tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.